Hôm nay cả nhà cùng Hạnh khám phá chợ hoa Tết 2024 của ở công viên Lê Văn Tám này cả nhà. Đấy, mới vào cổng đầu tiên ấn tượng. Rất là đẹp này cả nhà. Cây mai này là cây mai thật rồi, đẹp luôn. Bây giờ cả nhà cùng Hạnh đi vào phía bên trong thì khám phá cái chợ hoa ngày Tết. Đây là công viên Lê Văn Tám cả nhà. Công viên Lê Văn Tám này đang ở quận 3. Đây. Bây giờ rất nhiều người ta đi mua hoa trở về rồi. Có thể là những người này mua về bán. Khu vực bên này là hoa cúc, hoa giấy, còn bên này là hoa mai cả nhà. Hoa mai. Hoa mai. Mai ở đây tầm nhiêu chậu à, anh nhỉ? Dạ 3 triệu một chậu anh trai. Chậu nào 3 triệu anh? Dạ tất cả trên mấy cái ghế này là 3 triệu một chậu. Còn cái chậu lớn đó là nhiêu anh nhỉ? Chậu lớn này nó 30. À 30 triệu. Dạ. Còn chậu nhỏ là 3 triệu. 3 triệu, còn dạ. Trên cái mấy cái kệ đó là 1 triệu. À trên nhỏ nhỏ là 1 triệu. Dạ. Ở đây là chậu này là 3 triệu đó nha. Chậu này là 30 triệu. Lớn này cũng 30. Dạ, chậu này cũng 30 luôn anh. Còn mấy chậu nhỏ hôm kia là 1 triệu hết à, 3 triệu hết anh. 3 triệu hết trên ghế. Dạ dạ. À. Cái này là 800. À từ một cúc mai này không, 4 cánh nữa. 4 cánh thấy đẹp không? À, 14 cánh. Quay á, phải kêu mặc áo vô phục rồi bỏ áo vô phục. À đây ở trên ổ cây to nó cũng triệu luôn anh. Dạ, cây trên em bán rồi. À bán rồi hả? Dạ, mới bán rồi. Dạ. Còn mấy cây nào 1 triệu hết. Những này tạo dáng từ một cái rễ cây mình tạo dáng ra. Dạ. Nhìn cũng đẹp quá nha. Còn bên này của người khác hả anh? Của người khác. Dạ. Bên đó là 1,5 một chậu. Ở đây là mình ở nhà vườn anh tên gì nha? Vườn mai Đông Nhật. À Đông Nhật. Em. Đây cả nhà. Đó mọi người thấy nếu mà ok những cái bông mai của bên chỗ Đông Nhật anh thì cứ liên hệ với anh Nhật nha. Rồi em cảm ơn anh Nhật nhé. Còn bên này thì mai nhỏ hơn cả nhà. Mai nhỏ hơn. Một cây mai này đẹp quá. Mai quá đẹp. Cây này mấy anh nhà có tiền chút mua về chơi cũng được. Đây. Ủa mình bán mai đây hả? Ủa một chậu này nhiêu em nhỉ? 100 triệu hả? Còn cái lọ nhỏ nhỏ này nhiêu? À 12. Lọ này 100 triệu cả nhà. Lọ này thường thường có người mua nhiều không em? Dạ có, trước là 4 chậu mà đi hết 2 chậu. À tính ra đại gia cũng nhiều cả nhà ha. Lọ này cũng bao nhiêu em? 100 luôn hả? Mấy loại to 100 hết hả? Còn mấy loại nhỏ nhỏ trong kia là nhiêu? À loại này 30. Rồi trong đó 30 cả nhà. Còn loại ngoài này 100 triệu nè. Mọi người. Mà hoa này mấy cánh em nhỉ? 12 cánh. Rồi anh cảm ơn em nha. Vàng phía ngoài này là 100 triệu một chậu cả nhà. Còn ở trong đó cái mai nè là 30 triệu. Đó, mọi người nhìn thấy mai đẹp không? Hoa mai 12 cánh. Mấy chậu này rẻ hơn đúng không anh? Hả? Mấy chậu này rẻ hơn đúng không? Đi chở hàng mà. À chở hàng hả? À. Mấy chậu trên kệ này nó bự. Hoa gốc cổ thụ này mới là trăm này, chắc ở dưới này rẻ hơn này. Hoa mai quá trời luôn, đẹp ghê.
xuất sắc cả nhà. Ở phía trong cái là đào. Chỗ này thì mình không biết ai chủ là ai hết. Mai gốc là đẹp nha, mà cũng ít bông quá. Nên mình đi đi qua bên này hỏi cô nè. Dạ. Ủa mấy chậu nhỏ nhỏ này nhiêu chậu vậy cô nhà? Loại 300 có, 150 có. À. Này mai đại lộc. Mai đại lộc. Này cái này là cao nhất 300, nhỏ nhất thấp nhất 150, cỡ này 150 nha. Dạ. Cô tính là 150 mua cái này về chơi Tết cũng được nha. 300. Ủa mai cái này là xong rồi. Mình chơi Tết xong mình trồng có sống không? Sống bình thường. À, sống bình thường. Tại vì cái mai này cô nuôi 4-5 năm rồi. À. À, nuôi trong chậu á, nuôi hồi cái cây gốc nhỏ, gốc mai con rồi cô rét cô vô chậu cô nuôi tới giờ. À dạ. Giờ mình mua là mình về mình biết cách chăm là năm sau chơi tiếp vẫn được. Đúng. Dạ. Tính ra cũng rẻ. À. Cảm ơn cô. Con thứ để ra chỗ cho bộ. Đây. Đấy, chậu nhỏ 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 nè. 300 chậu, 300 chậu đó nha. Ở đây là chậu nhiêu anh nha? 300. 300 hết anh? 300 đều hết. Ở đây, dạ. Dạ. 300 đều cả nha. Ở đây là búp này là bông là nhiêu cánh anh? Bông này nó hai lớp lận. Nó là khoảng 30 cánh có đó. Nhiều luôn hả? Vậy là mai cúc không? Này cúc và hương. Nó nhiều loại chứ mình đâu ví dụ loại này nó 2-3 lớp rồi. Tức là khoảng 30-36 rồi cái 30 á. Trời ơi nhiều cánh ghê chứ. 3 lớp. Nó tùy theo cái bông nó thôi. Cái này khoảng tầm vài ngày nữa mọi người đi sẽ thấy được cái bông nó nở rất là đẹp. Nó rộ nó vàng. Dạ. Tính ra 300 một, 300 cũng rẻ. Dạ, tính nhớ. Nhớ hả? Đây bây giờ mình ở trong này là đào với còn cái này thì dẫn thọ nó nhiêu bình chị? 150 cặp hả? Hiện tại 150 cặp cả nhà. Tính ra là 75 ngàn một chậu này. Cúc thì cũng vậy hả chị? Cúc thì 120 cặp. 120 bên này 120 cặp cả nhà. Mai quá trời bớp luôn. Trong này thì đây cúc rất là nhiều. Đây là đào cành. Đào này nhiều cành nên anh trai. Đào em mình mua. Yeah, anh đi mua luôn hả? Em có mua không? Dạ em quay cho mọi người biết mọi người tới mua. Đây như cành này anh bán 600. Của anh là cành lớn là 700. À. Rồi, quảng cáo cho anh thế, cành vừa là 500, cành nhỏ là 350. Đấy. Tán tròn đẹp như này quay cho anh đấy. Bán ở chợ hoa công viên Lê Văn Tám. Đấy có số điện thoại thì mọi người sẽ liên hệ với anh. Đấy mà em quay cho anh đào đi. Đây à, quay mấy cái anh trưng rồi xem lại. Đây đào ít bữa mình mới bung ra anh. Gì? Ít bữa nữa mình mới mở bao hả? Mua đâu mở? À mua mới mở. Dạ. Đây thì tùy theo loại đúng không? Ừ, đây là đào cành cắm bình hoặc là mang về chơi. À đây. Anh đi trước, anh đi trước đi. Đào cành cắm bình. Đó, à, tùy theo loại đó, loại này nhỏ đúng không? Nhỏ. Đây. Đào mili đây. Mili bonsai kia bán là đây con. Dao động từ 350 đến 600. Đây này. Hàng ngoài mili bonsai để bà. Đây. À mini. Đấy. Đây là 350 anh.
Hàng này là hàng 500. À 500. 500. Ở chỗ còn có nhỏ hơn là 350. À, còn đấy, mấy loại to này là to này là nó dao động từ gọi là 800 đến 1 triệu lùi thôi. À. 500 có, 600 có. À tùy theo loại đúng không? Nói đúng chung rồi. Là vườn anh tầm 1 triệu đổ lại. Ừ nó thì vườn anh cây nó chỉ tầm 1 triệu trở lại thôi. Dạ. Ở đấy. Là đấy, còn biết là vườn vườn bên kia là của người khác. À à. Nó dao động khoảng độ 1,5 triệu quay lại thôi. Đó mọi người coi thấy giá phù hợp mọi người đến để mua. Chợ hoa công viên Lê Văn Tám. Dạ. Một ngày em đi quay mấy chợ hoa vậy mọi người tham đây, khảo. Đây ở đâu nó hợp lý. Dạ. Hoa đào nè. Kênh của em là gì đấy? Của em là hạnh 93 Vlog đó anh. Hả? Hạnh 93 Vlog. Hạnh 93 Vlog. Dạ. Bao nhiêu nghìn người đăng ký rồi? Em được 60 à. 60 nghìn người đăng ký hả? À, hôm nay em mới đi quay hoa, trước giờ không quay. Vì nó được mấy trăm nghìn người đăng ký rồi. Dạ đúng rồi, cứ làm thì kênh nó sẽ lên thôi anh. Cái kênh của em là nó được bật kiếm tiền lâu rồi dạ? Dạ được bật rồi. Đây là số điện thoại ngoài này của anh đúng không? Đây cả nhà muốn mua hoa thì đến liên hệ với số điện thoại anh trai nè. Anh có giao tận nơi không anh? Có giao tận nơi không? Giao tận nơi. Có... anh từ mang từ Bắc vào đây đã là ấy là 100.000 tiền cước một cây rồi giờ anh giao tận nơi nữa thì à, tính thêm lên người ta vẫn được đúng không? Ý là mình gọi người ta phải mua cây anh bán cây thôi còn dạ. Người ta mặc cả mấy xe ôm người ta trở về à. Trở về kiêm trồng cây luôn gần trở gần xa trở xa đào này đào trồng gốc cả nhà chứ không phải đào cắt. Rồi còn đây bên đây là vườn đào khác đó nha. Ví dụ mà bây giờ này chơi qua tết hết bông xuống bông mày kích cái gì vô đào. Ủa chị bán đào đây đúng không? Không hả? Ở mai hả? Không biết gốc bên này là của ai nha. Gốc mấy cục đào to dữ luôn nha. Mấy cái bông đào này chuẩn bị nở đúng dịp tết luôn. Đây ví dụ như mà mọi người mua thì có đặt Grab chở tận nơi luôn. Ồ cái bông này. Đó Cường mới hỏi gì tao? Cường đâu? Cường giúp đốc trong á. À thì vô mày hỏi đó. Đào đây rất nhiều cả nhà. Không biết mấy góc này bao nhiêu. Đây lộn không biết là ai là chủ. Ủa mình ở chủ đây anh. Ủa anh trai. Ủa mình bán mai bán đào đây anh. Dạ anh ví dụ cái góc này bao nhiêu anh nhỉ? Người ta không nói cả nhà. Thôi mình không nhất thiết ha. Mình chỉ quay cho cả nhà xem mọi người đến tận nơi mà trả giá nha. Đào đây đẹp. Đây mấy góc này chắc là hơi mày to tiền á. Hơi to tiền. Mấy góc này chắc là tính phải vài triệu góc. Chụp hơi bị ngược sáng đây, đến đây chụp hình đúng bao đẹp. Ông chị đứng bên này này, qua bên nắng nè. Chị đứng bên này này. Chị đứng bên này. Qua bên ánh nắng nè. Đây cúc. Cúc đây tầm nhiêu chậu anh trai?
triệu mốt chậu, khúc này loại lớn. À, triệu mốt chậu nữa nha. Mình có số điện thoại để mọi người liên hệ không? Thì có anh mẹ bấm số điện thoại cho, tại vì không có kẹt hả? À, không có kẹt hả? Dạ. Bấm số điện thoại Zalo rồi cái gì anh mua thì được, anh cũng được, hỏi là đến cũng được. Anh đọc số đây, đọc số thì mọi người biết, mọi người đến, mọi người liên hệ với anh. Dạ, 0898 0898 751 751 057 057. Dạ. Mọi người có thì Cúc Vườn Ninh Giang. À, có vườn nha. Cho em quay vòng nha. Vậy thoải mái anh. Ok. Ở đâu? Dạ dạ rồi. Thì quay cả nhà một vòng. Mấy chậu to thì 1.1 triệu, còn chậu nhỏ 600. Thì mọi người đến thì anh ấy có nói là mình có thể bớt cho một ít chút tiền xe trở về. Đấy. Cúc cúc nở rất là đẹp cả nha, hoa rất là tươi luôn. Chậu nhỏ này, chậu nhỏ mấy chậu nhỏ. Hoa này chưa nở. Có lan nữa. Lan nữa cả nhà. Lan nè. Không biết nhiều chậu à. Không có ai để hỏi hết. Thôi mình đi qua bên kia. À mình qua bên hoa giấy cả nhà. Cũng có ba luôn nha, chung đây là hoa màu, hoa màu gà sao? Nãy đó là chú. Ủa một chậu này bao nhiêu vậy chú? Chậu hả? 250 cặp. À 250 một cặp. Con cá to nè, nó hơi bị cong nè. Này chơi được. Này chắc để không lâu chú nha. Này lâu. Đây của Thái Lan à. Một ngày nó đang của Việt Nam mình thích chủng à. À Việt Nam mình thích chủng. Chụp hình rất là đẹp đó nha. Mình ở Thái Lan cả nhà. 250. 250 cặp cả nhà. Còn chắc mộng gà của Việt Nam chắc rẻ hơn chú nha. Rẻ hơn. Này hoa đăng đẹp không? Hoa đẹp kia chứ. Hoa đăng. Hoa đăng hả chú? Hoa đăng. Bên này cúc. Cúc cũng bên này quá trời. Hoa này hoa giấy. Ủa mình bán hoa này anh? Dạ không. Chậu này hoa giấy này bao nhiêu chậu vậy nha? 300 chậu anh. Cặp 500, 300 chậu. Là đồng hết rồi chị? Dạ, một cái loại này nè. Một loại này. Từ hàng gốc thì nó khác nữa, nó nhiều loại lắm. À, hàng có gốc to thì là giá cao hơn. Còn loại nhỏ nhỏ kia nhiêu chị? Nhỏ nhỏ đó 100 ngàn. À, 100 ngàn chậu. Hoa gốc này sẽ mắc hơn. Cái gốc này to này nhiêu, tầm nhiêu chị nha? 5 triệu anh.
5 triệu gốc này. Số này là 300, một cặp 500. Hồi giấy cũng đẹp lắm anh hả? Nhưng mà đa số không biết là mọi người có hai chân hoa giấy không, ít nhà chân. Cúc mini. Không biết nó Tết kịp không? Cái này nó nở quá trời rồi. Rồi đây, chụp hình. Ra đây chụp hình rất là đẹp cả nhà. Có mấy bạn nữ chụp hình rất muốn. Đây là chụp hoa Tết. Hình như anh thấy ở đây cũng chưa nhiều hoa lắm. Hoa giấy không biết ai bán ở đây. Ủa mình bán hoa đây hả anh? Ở đây một chậu tầm nhiêu anh nhỉ? Là đều hết hả anh? Triệu hai đều hết luôn hả? Đúng rồi. Là hoa hoa giấy có gốc hả nhỉ? Còn mấy này rẻ hơn đúng không anh? À bên này của người khác hả? Màu hoa giấy cả nhà thấy đẹp ghê không? Rất là đẹp luôn. $300,000 đây đó nha. 300 đấy à. Mọi người có điểm chụp hoa sưng chưa? Công viên Lê Văn Tám nè. Chào bên này to ghê. Biết đây này ai bán này không biết nữa. Chùa cúc này đẹp lắm cả nhà. Chùa cúc này đẹp. Ở phía trong kia là vườn quốc à. Bây giờ mình đi thăm vườn quốc nha. Đây quốc. Đây là không để giá. Để mình đi hỏi thử giá đây bao nhiêu nha. Cô bán quốc này hả cô? Dạ. Cô bán quốc này hả? Ôi, là cái này của cô hết hả? Bên này quốc bên này. À. Còn ở này tầm bao nhiêu chậu cô nhà? Cái nhỏ hay cái lớn? Dạ, nhỏ bao nhiêu mà lớn bao nhiêu? Nhỏ có nhiều giá lắm con. Nhiều cái này 300 người 600 triệu cũng có. Dạ. Nhiều giá lắm. Còn mấy cây mà có cây rồi đó là cái này đó là mấy triệu cây á. Mấy triệu cây luôn hả? Dạ. Còn mấy cái chậu ngoài này hồi nãy thấy cũng khá là đẹp ha. Là bao nhiêu cô nhỉ? Nó cũng 2 triệu cây. 2,5 triệu cây. Thì ví dụ như mà người khách mua người có bớt về cái tiền xe chở gì không cô? Không có, là tự người mua kêu xe về, đó là mình không có chịu trách nhiệm.
À, mình chỉ bán giá vậy thôi. Mình chỉ bán giá thôi. Dạ dạ mình tiền mua phải đi xe đó tiền. dạ người ta gì đâu người ta kêu vậy đó. dạ giống như kêu người ta kêu là ráp tự chợ tự chở gì. Còn cái máy này chậu này là rẻ hơn đúng không cô? Đó, cái đó là như cây này bị héo rồi nè. À, cái này hãy chết nhánh hãy bớt đó. Dạ nhưng mà nó xấu rồi mình bớt chục giá xuống. Dạ con cái cây này 400 này tầm 350 đến 400. Dạ ở đây đây cũng vậy, bên này cũng vậy luôn cô. À 250 300 thì theo cây uống trái cũng cũng nhiều đó cả nhà. Cái này dạng là tôi gọi là cái gì tắc nè hả? Tắc. Tắc. Có người kêu hạnh chứ người kêu tắc. Dạ. Tắc bên kia chín hơn nè. À. Dạ con cảm ơn cô nha. Có gì à? Dạ dạ. Đó mọi người xem giá đó, mọi người thấy phù hợp mọi người cứ đến mua nha. Đi từ từ thôi. Đây, bên này quốc to hơn đó nha. Nó lộ tắc to hơn đó nha. Nãy giờ nó lộn quốc hoài. Đây nè, chậu tắc bên này cho vài triệu á, chắc mấy triệu chậu á. Tắc năm nay chơi không hết rồi ta đem về không? Năm sau chơi lại sao á. Đây. Như chị này mua cây cây. Cây này nhiêu chị nha? 500 à kia. 500 hả? Đây bán giá hữu nghị không ạ? Đây có 500 nữa cả nhà, cũng rẻ. Ủa ở đây là nguyên vàng này là đồng giá hay sao cô? Cái đó giá khác, bên đây giá khác. Dạ, bên cây khắp cao. Bên này làm nhiêu cô? Bên đây 500, 600, 400. Dạ. Còn bên kia chắc trên triệu quá. Ở đây cô bán giá hữu nghị, bên này kinh tế em hẹp bán giá hữu nghị thôi. Dạ. Cô là nhà vườn gì cô? Cái mơ á. Dạ. Tên gì để mọi người biết mọi người. Ở đây lô số 21. Lô 21 cô. Bên đây, đây, đây thì có ở đây tầm 500-600 cây thôi cả nhà. Đẹp nè, tắc này quá trời trái luôn đó nha. Cô nói cô bán giá hữu nghị, không biết là mọi người đánh giá xem thấy cái đó phải giá hữu nghị không, chứ Hạnh cũng không rành về mấy cái giá cả mấy loại cây này. Ít bữa nữa là nó sẽ chín vàng lên đẹp hơn nữa. Nó hành đi ngày 25 Tết nên là cũng nó cũng chưa chín nhiều. Chưa vàng nhiều. Còn xanh. Ủa mình tắt cái này là tầm nhiêu cây cô? Tùy theo cái lớn cái nhỏ. Nên trung bình tầm giá bao nhiêu để mọi người biết mọi người. Ủa vậy hả? Không biết chủ ở đâu cả nhà. Đây là tùy theo từng loại giá. Mà cái tắc này cũng không được đẹp. Không được đẹp bằng cái tắc này này. À, bây giờ khách người ta mua ta chở đi nè. Một tắc một đào. Cái tắc làm nhiêu cây vậy anh trai? Chiều 2. Chiều 2 cây nè. Cầm nhánh đào nè, nhánh đào này là bao nhiêu anh? Nhánh đào nãy khách mua bao nhiêu không biết mà anh kia giá bao nhiêu không biết. À. Tắc đẹp quá nha. Có mọi người đến đây mọi người có thể lựa. Hành quay tổng qua những nhà ông xem rồi mọi người xem cái cây nào vừa túi tiền đẹp mắt mình thì mình cứ mua.
bên này tắt bên này nó chín hơn nè. Cái vườn mai con cũng giống bên kia, mai cúc thọ hương. Chở về nhà luôn chứ luôn. Thọ đây cũng đẹp quá, bự, thọ đây bự, bó lại. Năm nay ít hoa mặt trời, đây có ít, ít cây hoa mặt trời. Bưởi. Ở đây là hoa màu gà, hoa màu gà này cũng khá là đẹp đấy nha, màu rất là tươi. Hoa màu gà này tầm nhiêu chậu anh trai? 250 cặp anh. À 250 cặp hả? 250 cặp cả nhà. Rất là đẹp. Đấy cũng hết công viên rồi cả nhà. Quay một vòng hết công viên cả nhà rồi đó. Cả nhà xem rồi đó. Còn bên này là cúc. Cúc họa mi rồi cúc đây đúng rồi. Ở đây mà không thấy người bán nhiều nên là cũng không thể hỏi giá hết cho cả nhà mình xem. Ớt nè. Ủa chị cái này gọi là cúc cái hoa gì chị? À, sao băng. À, hoa sao băng. Nhà nó sẽ đỏ đúng không? Nhà nó này nãy nó sẽ đỏ. Hoa sao băng. Ồ cái ớt đẹp quá nha. Chứ, ớt nó nhiêu, ớt nhiều cặp á chị? Dạ ớt 50 ngàn chậu. À, 50 ngàn chậu. Nó nặng lắm. Cái loại này cũng vậy luôn hả? Dạ. 50 ngàn chậu hết. Còn hoa sao băng này nhiêu chậu chị? Dạ hoa sao băng 160 một cặp. 160 cặp hoa sao băng. Dạ tại nó đỏ tím nó chứ. Nó chấm nó đỏ một cặp hả? 160, 160. Tím này nó đỏ. Dạ nó nặng quá, cái nó lật lề lật lật. Còn hoa này là hoa gì chị? Cúc này cúc, cúc, cúc lạ quá. Cúc Nhật à. Cúc Nhật này chị bán nhiều cặp? À, cái đó là 150 một cặp. 150 cặp. Cúc. Bên này hoa mai. Rất nhiều nhà vườn để mới lại bán. Cái này đến nhiều búp lắm cả nhà. Đây, cúc này, cúc này nhỏ 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 ha. Ủa cô một bình nhiêu cô nhà? Một chậu là nhiêu? Nhiêu con? Chậu nào? Cái chậu chậu hoa cúc này nè. Cúc đó hả? Dạ. Con mấy trăm cặp? Cúc đó. 350 một chậu hả vậy? Một cặp à dạ. Thế tính ra 150. Có bán lẻ không vậy? Đây là tính ra 150 một chậu cả nha. Rồi bên này là vườn hoa cúc thị xã Ninh Hòa.
Cúc đây tầm nhiêu chậu anh trai? À, một chậu 600 ngàn anh ạ. À, loại nhỏ loại đều hết hả? Dạ đều hết, bằng giá hết. Còn cái loại to người kia là 1 triệu một cây, 1 triệu chậu. Triệu chậu. Rẻ hơn cái này nữa. Dạ, cảm ơn nha. Đi quay vòng. Ở đây là vườn hoa Ninh Hòa hả? Đó là hoa cổng Hai Bà Trưng. Cổng Hai Bà Trưng. Dạ. Đây là hoa cúc cổng Hai Bà Trưng đó nha. Mọi người thấy đẹp thì ủng hộ cho nhà vườn. Cổng Điện Biên Phủ. Mấy chậu to thì 1 triệu, còn đầu nhỏ 600, còn tiền chở thì mọi người ở đây không biết có bớt hay không. Mấy chậu to to này 1 triệu, chậu nhỏ 600. Mấy loại cúc này chơi khá là lâu. Rồi bên đây là hết rồi cả nhà. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hành ngày hôm nay nha. Thì đây là vườn hoa ở công viên Lê Văn Tám. Thì hành sẽ đi quay nhiều vườn hoa nữa cho cả nhà cùng xem. Thì mọi người xem đến đây thì mọi người giúp hành một đăng ký kênh và like video em. Hành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, tạm biệt cả nhà nha.